Sau khi được lực lượng chức năng cứu khỏi đám cháy, ba người trong gia đình gồm ông Nguyễn Văn Vấn và hai vợ chồng con trai được chuyển tới khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai. Hai cháu nội của ông đang điều trị tại khoa nhi. Hiện tại, sức khỏe và tinh thần của ông đã dần ổn định. Tới khoa nhé, lúc ấy là khoảng 12 giờ, thì tự nhiên là cái đèn vàng nó bật lên cái, xong là mất điện. Và ở ngoài là các mấy họ gieo hò rất nhiều, cái trong nhà phát điện là họ kêu cháy nhé, bắt đầu rồi. Đình tôi là con trai kia là nó mở luôn cái chìa khóa cửa, vì nhà tôi khóa bây giờ cũng cắm chìa khóa vào sẵn mà để đảm bảo an toàn, chứ không bây giờ lúc mà sờ ấy thì khóa ra nhưng mở ra không đi được, khói rất nhiều. Thế vào tôi là đóng cửa tịt lại, đóng chặt tất cả các cửa sổ đấy, rồi xong là các cái khe này là lấy vải thấm nước, là vì nhà bao giờ cũng để cái, vì cái nhà cái phòng cháy chữa cháy nó mình phải luôn luôn có cái thùng nước ở đấy mà, thế là chẹn hết ở dưới đất này này. Nó kín nó không ấy mà, thế tất cả cứ ở trong nhà thôi, ở nhà thỉnh thoảng là lấy cái hé cửa, lấy cái quạt quạt cho nó khói nó ra, vì đóng cửa kín nó khói không nhiều. Thế là khoảng đến hơn hai giờ thì bắt đầu, vì là nhà có đèn pin vì cứ đứng hé cửa gần gọi người ta dưới, người dưới nó biết mà. Thế xong đến độ khoảng 2 giờ thì họ báo là đã dập tắt được rồi. Dập tắt và khói thì nó vẫn còn, dần dần thì phun nước vào trong nhà ướt tất cả thứ là khói nó dần nó hết. Thế xong đến độ hơn 3 giờ thì bên phòng cháy chữa cháy họ mở cửa vào, thì cả nhà tôi 5 người với một cháu bé bên nhà bên cạnh, một cái cậu thanh niên cũng nhà bên cạnh cũng chạy tọt sang, thế là vào tất cả. Thế xong rồi là đi ra mấy ông ấy thì dẫn xuống thôi. Đấy, thực ra là mình cũng có cái chủ động, thực ra là cái chủ động nên cái khói nó cũng không nhiều, nên người nó vẫn gọi là khỏe. Thế là khi họ vào thì họ dắt xuống vào, hai con chỉ có mấy hai đứa cháu thôi, hai cháu nhỏ, một cháu học lớp 4, cháu học lớp 1. Thế như cháu bây giờ ở bên kia lại khỏe. Thế gần đây thì là tôi với hai vợ chồng này thì cũng nói chung là cũng so mọi người là khỏe chứ không ấy lắm. À, đến khi mà xuống cái là đi mà là cái anh phòng cháy chữa cháy là anh dẫn là đi ra luôn đến cái xe cấp cứu luôn, đi bộ ra độ khoảng phải 200 mét đến xe cấp cứu, xong tất cả lên. Thế là coi như là tôi như này, còn cậu con trai tôi thì nó sau nó mới đi, còn tôi như này với hai đứa cháu đi trước với đứa cậu kia là nằm một cái xe đi đến nơi vào đây luôn. Và đây luôn thì hai đứa cháu nó đi bộ vào được, nó đi lên đi vào này kia, tôi cũng đi bộ đây được, không phải cõng một vị, nói chung là cũng khỏe. Người con dâu của ông vẫn chưa hết bàng hoàng và nhớ lại giây phút được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đám cháy. Khoảng 12 giờ thì mất điện xong rồi lúc thấy mọi người cứ kêu hò hét ấy, chưa biết là gì nữa, chỉ mình ra ngoài, mở cửa ra ngoài thì ra cửa chính ấy, thấy khói nó mù mịt, cho mọi người kêu cháy bảo chạy đi. Thế là lúc đấy nhà chị cũng chạy lên trên sân thượng ấy, mà khói quá không chịu được. Thế là cùng nhà chị lại chạy lại vào trong nhà, thế là đóng hết cửa vào, sau đấy lại chèn khăn ướt ấy vào cửa gỗ ấy. Thế là cô đứng ở trong nhà xong rồi kêu cứu thôi, xong rồi cũng đắp hai đứa trẻ con ấy cũng cho khăn ướt vào mồm đấy, mũi đấy. Thế là xong rồi đến tận 5 giờ kém thì bắt đầu mới có người đến cứu. Thế là cũng thấy hơi mệt, mũi này, bị mũi, mắt thì mờ, nhìn như sương mù ấy. Nói chung là người còn thấy mệt mỏi lắm. Đây, thì đây là bố chồng chị, còn chồng chị nó bên giường bên này, với cả hai bạn nhi nữa. Một số nhân chứng cho biết, tại thời điểm cháy, hàng chục hộ đang ở trong tòa nhà, nên nhiều người bị mắc kẹt, nhiều người bị thương khi cố nhảy thoát khỏi đám cháy. May mắn nhất là chiếc sân thượng tầng 6 của tòa nhà 12A phía sau đã cứu được hơn 10 nạn nhân bị mắc kẹt bên trong. Đây cũng là nơi mà lực lượng cứu hộ phun nước và cứu nạn nhân ra ngoài. Đổ tung tóe này. Chỗ cái vị trí này là cái sân thượng, không có mái che, không có rào. Là các bạn từ tầng 6, tầng 7, tầng 8 là nhảy sang đây, khói lắm, khói đen xì sợ lắm, rất là khói, nên là họ sẽ dùng rất là nhiều khăn rồi các thứ ở đây, họ lấy toàn bộ cái bể nước này là, hai cái bể nước này là được chưng dụng toàn bộ,
để dúng ướt của cái mấy bạn cứu hỏa đấy. Thế là các bạn ấy vào đây, còn cái cửa này thì là của bên cứu hỏa họ đập, bên cứu hỏa họ làm. Đấy, thì còn đâu là chung cư thì họ cũng có cửa thoát hiểm đấy, nhưng mà chắc là khói quá họ sợ không dám nhảy ra. Nhưng mà nhờ tức là có một cô cũng tầm trung trung tuổi như cô, cô nhảy xuống đây thì cô ấy đập cái tay vào đây thì cô bị gãy tay, đập cái lan can này này cô bị gãy tay đấy. Thế còn đâu có một bác thì cũng gầy béo, thì bác nhảy xuống đây thì gãy chân, không biết là gãy cái gì nữa, không biết, chỉ biết là họ sẽ chuyển xuống bằng cái đường thang này. Thế cứu hỏa thì cũng được nhiều người đi từ đây. Trước khi cứu hỏa đến thì cũng đã nhiều người ở bên này đã chạy sang qua cái đường, qua cái đường sân thượng này rồi. Thì là sân thượng là cái cửa ban công là luôn mở, thế mà và là không có rào chắn, cho nên là cứu được rất nhiều người, cũng rất là may mắn, cũng là giúp đỡ được cho nhiều người, ta vẫn giữ được cái mạng sống. Sau khi thị sát tại hiện trường vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp cùng đoàn công tác có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai, nắm tình hình sức khỏe, thăm hỏi động viên các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cử Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ký công điện yêu cầu các đơn vị, địa phương khắc phục vụ cháy đêm qua. Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ. Khoảng 23 giờ 22 phút ngày 12 tháng 9 đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng tại chung cư mini 9 tầng 1 tum tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người thương vong. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời, động viên hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thị sát hiện trường vụ cháy chung cư đặc biệt nghiêm trọng. Tại hiện trường, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm công điện đã ban hành, đồng thời biểu dương lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt ngay sau khi nhận được thông tin, khẩn trương triển khai công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả. Cảm ơn bà con trong khu vực đã tích cực tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả, cứu chữa hỗ trợ những gia đình gặp nạn. Liên quan đến vụ cháy, một số nhân chứng cho biết, tại thời điểm cháy, hàng chục hộ đang ở trong tòa nhà nên nhiều người bị mắc kẹt, nhiều người bị thương khi cố nhảy thoát ra khỏi đám cháy. Đám cháy được xác định xuất phát từ khu vực tầng 1 căn chung cư mini, nơi xảy ra hỏa hoạn là căn nhà được thiết kế 10 tầng, có khoảng 45 phòng, chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên, trong đó có một tầng hầm để xe, 8 tầng căn hộ và 1 tầng tum. Thống kê sơ bộ, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã cứu được hơn 70 người, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó nhiều người đã tử vong. Tại các bệnh viện Bạch Mai, Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, các y bác sĩ từ đêm qua đến nay vẫn đang nỗ lực cấp cứu, phẫu thuật, chăm sóc và điều trị cho các nạn nhân của vụ cháy. Chỉ riêng ở Bệnh viện Bạch Mai, hiện tại đã tiếp nhận 20 nạn nhân, trong đó 8 nạn nhân trẻ nhỏ và 12 người lớn. Đáng chú ý có 2 nạn nhân tử vong ngoại viện, 1 nạn nhân đang rất nguy kịch phải thở máy. Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng phức tạp, vừa ngạt khí vừa chấn thương. Ngay từ khi tiếp nhận, bệnh viện đã hết sức nỗ lực phối hợp với các chuyên khoa hồi sức cấp cứu, chấn thương, chống độc, nhi khoa để kịp thời điều trị cho các nạn nhân. Bệnh viện đang tổ chức hội chẩn toàn viện để nỗ lực phối hợp các chuyên khoa trong bệnh viện cấp cứu, điều trị tốt nhất cho các nạn nhân. Theo Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, vụ cháy xảy ra vào tối ngày 12 tháng 9 tại số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, diện tích sàn khoảng trên 200m2 với khoảng 150 người dân đang sinh sống. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an quận Thanh Xuân, Đại học Phòng cháy chữa cháy với gần 20 xe chữa cháy đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy. Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Hà Nội và các lực lượng chức năng khác khẩn trương xử lý tại hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân cho biết, ngay khi có những thông tin có liên quan về số người tử vong, nguyên nhân vụ cháy, các cơ quan có liên quan của quận sẽ tiếp tục thông tin.
Ngày 13 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy, về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, theo Điều 313 Bộ Luật Hình Sự. Các quyết định lệnh bắt bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố phê chuẩn.